dẫn, bộ sưu tập 17 giống mận hiếm, độc, lạ, nâng tầm đẳng cấp cho khu vườn nhà bạn. Chỉ có tại Hoàng Long Garden, tất cả các giống mận sâu đều trồng trọng cho trái tốt. Ngoài ra, trái có giá trị kinh tế cao, rất thích hợp cho quý bà con trồng khai thác quả. Hoàng Long Garden đảm bảo đúng giống, cam kết không đúng sẽ hoàn tiền. Số 1, mận bánh bao là giống mận có nguồn gốc từ miền Tây. Mận bánh bao đã xuất hiện lâu đời nhưng hiện nay rất hiếm nhà vườn còn lưu giữ giống. Vì trái có hình dạng tựa như một cái bánh bao, trọng lượng lớn, to gấp đôi, gấp 3 lần so với những giống mận thông thường. Số 2, mận cẩm thạch, giống hiếm nhất hiện nay. Mận cẩm thạch là giống mận độc đáo nhất trên thị trường hiện tại. Lá có viền màu trắng sữa, hình thoi, cây có khả năng ra 4 vụ một năm. Về trái, trái có màu xanh đậm khi còn non và sẽ chuyển thành màu đỏ khi chín. Thịt trái xốp, giòn và ngọt. Hiện nay giống này chỉ có tại Hoàng Long Garden. Số 3, mận điều đỏ. Cây giống mận điều đỏ có nguồn gốc từ Ấn Độ và Malaysia, dần được trồng nhiều tại Việt Nam. Hoa mận điều đỏ có màu đỏ hồng, cực kỳ bắt mắt. Cây cho 2 vụ trái một năm. Thịt trái màu trắng tươi, ruột rỗng, giòn xốp, vị chua ngọt. Số 4, mận điều sọc. Mận điều sọc có vị ngọt đậm hơn so với mận điều đỏ. Tuy nhiên, cây giống của hai giống mận này khá giống nhau. Để phân biệt có thể nhìn vào kích cỡ lá. Lá của mận điều sọc nhỏ hơn so với mận điều đỏ. Lá non của mận điều sọc thường dùng trong các món dân dã như bánh xèo, mắm kho của miền Nam. Số 5, mận xanh đường Bến Tre. Mận xanh đường Bến Tre là đặc sản của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nổi tiếng với độ ngọt cực cao, trái non ăn cũng ngọt. Giống có khả năng cho 4 vụ một năm. Trái mận xanh đường có hình bầu, không hạt, vỏ trái màu xanh nhạt, ăn giòn xốp và rất ngọt. Số 6, mận xanh đường Gò Công. Giống mận đường có nguồn gốc từ Gò Công, một năm ra 4 vụ. Đặc điểm nổi trội của giống này là trái khi chưa chín vẫn có vị ngọt đậm. Để nhận dạng, trái của mận xanh đường Gò Công sẽ có màu xanh đậm hơn, nhỏ hơn những giống mận xanh đường khác. Số 7, mận xanh tâm hoa là giống mận có kích thước to nhất trong các dòng mận xanh. Trái mận xanh tâm hoa có kích cỡ lớn hơn 1,5 lần so với trái mận An Phước. Thịt trái có độ ngọt cao, giòn xốp và gần như không có hạt. Mận xanh tâm hoa hay còn được gọi là roi xanh tâm hoa có nguồn gốc từ Đài Loan, giống có khả năng cho trái quanh năm. Số 8, mận đỏ An Phước. Mận đỏ An Phước hay còn gọi là cây roi. Đây là giống được lai tạo giữa mận Ấn Độ và mận đỏ thông thường. Mận đỏ An Phước còn được gọi là dòng mận quốc dân vì đã ăn là sẽ ghiền. Trái khi chín có kích thước khá to, màu đỏ tươi, chín thành từng chùm 4-12 trái, nặng trĩu và đẹp mắt. Giòn xốp, không hạt và mọng nước, còn có vị ngọt thanh hấp dẫn. Số 9, mận hồng MST. Mận hồng MST cực kỳ nổi trội vì trái to gấp đôi so với mận An Phước, mà độ ngon ngọt vẫn đảm bảo. Về năng suất, mận hồng MST có sản lượng cao gấp 4 lần so với mận An Phước và giá cao gấp 3 lần. Về trái, trái có kích thước to, trung bình là 4-5 trái sẽ được 1 kg. Trên trái sẽ có những gân sọc rất nổi bật, đặc trưng. Đây là giống mận hứa hẹn mang đến tiềm năng kinh tế lớn. Số 10, mận Hoài Nghiến. Là giống mận với ưu điểm lá nhỏ, thân lùn, cây chỉ cao 50cm là đã có khả năng ra trái. Không những thế, cây còn có khả năng cho trái không ngừng, khác với những giống mận khác chỉ ra trái theo mùa. Về trái, trái nhỏ vừa đủ ăn, chín đỏ thành từng chùm rất bắt mắt, kèm theo vị ngọt thanh, giòn, không hạt. Số 11, mận Hồng Đào Huyết không hạt là một giống mận cực kỳ hiếm tại Việt Nam và trên thế giới. Điểm độc đáo của giống mận này nằm ở trái mận, màu đỏ của vỏ lấn vào thịt trái, tạo nên một màu sắc vô cùng đẹp mắt. Đây là giống mận chỉ có tại Hoàng Long Garden. Số 12, mận đào đá sọc là một giống mận cổ, nhưng mận đào đá sọc lại rất khó tìm vì các nhà vườn đều không còn trồng giống này nữa. Về trái, hình dạng trái tròn, hơi dẹt về bề ngang, không thuôn dài giống như các giống mận khác, có vân hồng chạy dọc theo trái. Thịt trái cứng nên cầm rất chắc tay, giòn và vị ngọt đậm đà. Số 13, mận đào đá nắng lá, cũng là một giống mận cổ. Mận đào đá nắng lá có hình dáng tương tự như cây nón, trái không hạt, giòn xốp, vị ngọt đậm đà. Ưu điểm lớn nhất của trái này là kích cỡ có thể đạt đến lòng bàn tay. Số 14, mận Lý. So với các giống mận khác,
Mận Lý lại có sự khác biệt lớn về lá và trái. Dù có từ rất lâu đời, nhưng cái tên này vẫn còn xa lạ ở nhiều nơi. Trái Mận Lý có vị giòn, ngọt đậm, hương thơm giống như mùi hoa hồng, vỏ vàng phớt hồng. Đây được xem là đặc sản của vương quốc trái cây miền Tây. Số 15. Mận Trắng Sữa. Mận Trắng Sữa có nguồn gốc từ Thái Lan. Trái có hình chuông và mọc theo chùm. Một chùm có thể lên đến 20 trái. Vỏ có màu trắng tươi, thịt trái có vị ngọt đậm, giòn xốp. Hiện nay Hoàng Long Garden đang sản xuất giống cây này dưới hai dạng, cây chiết và cây hạt, thích hợp cho việc trồng chậu lẫn về đất vườn. Số 16. Mận Xanh Đường Sóc Trăng. Giống mận này có hình dạng tương tự như mận xanh đường Bến Tre. Điểm khác biệt nằm ở đây là phần đầu trái có màu đỏ nhạt. Hiện nay giống này có giá trị kinh tế rất lớn, giá 130.000 một ký trái trên thị trường. Số 17. Một giống mận cổ nữa, mận hồng đào. Trái khi chín có màu đỏ nâu, kích thước khoảng gấp đôi trái mận hồng yến. Thịt trái dày, giòn, rất ngọt và mọng nước. Giống này rất riêng trái, có thể cho 3-4 vụ một năm và tỷ lệ đậu trái thì cực kỳ cao. Đây là giống mận rất hiếm có, đang được Hoàng Long sản xuất giống để cung cấp cho thị trường. Vừa rồi là đặc điểm nổi bật của 17 giống mận: hiếm, độc, lạ. Mỗi giống đều có đặc trưng và độ ngon riêng. Quý khách hàng đã ưng ý giống mận nào? Đừng ngần ngại để lại bình luận ngay bên dưới hoặc gọi ngay cho hotline 0949 471 117 hoặc qua website kentrai.vn để được tư vấn tốt nhất nha.